Chạy nó nhá mày. Rút cái đọt luôn mà. Ông này sẽ ngỡ. What the hell? Ông này sẽ ngỡ. Chụp chạy nè. À, xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn nha. Chào bạn nha. À, các bạn ơi, thì hôm nay cu lùng bận việc nhà các bạn nên vắng mặt một hôm nha. Thì hiện tại chỉ còn lại có ba anh em mình chinh chiến nha các bạn. Nó làm gì? Đó nó là người tàn hình. Người tàn hình trong người vô hình đúng không? Trời. Thì cu lùng hôm nay bận việc nhà các bạn nên vắng mặt một hôm nha. Còn lại mấy anh em mình thì cũng có vài bạn ở bình luận trên kênh của anh em mình là nói lâu quá anh em mình sao vắng mặt clip chua nha bạn. Thì nhắc tới thì anh em mình lại thèm nha. Thì hôm nay anh em mình quyết định là làm một cái clip chua nha bạn. Ủa sao lạ ta? Đúng rồi. Không hổng có mấy anh bạn tao nói bình luận sao mấy lâu rồi không thấy ông Sàm ăn gà bóng đỏ. Rồi cái đó là không có bình luận nha. Cái đó là không có nào có nào không chứ cái đó là bậy. Gà bóng đỏ ăn được. Đúng rồi, cái đó là tầm bậy đó. Thì hôm nay anh em mình sẽ làm một clip chua nha bạn. Ăn xài nè, ăn chanh nè, ăn khóm nè, chấm với nước chấm mà thần thánh nha. Thì đây anh em mình đang có mặt tại một cái vườn xoài, nói chung là của ba tôi. Ba con vàng nha bạn. Ba con vàng mà mua để lại cho vàng nha. Mà vàng nó không sử dụng nha bạn, nên anh em mình sẽ sử dụng nha. Đúng, đúng không? Đúng đúng đúng. Đúng, đúng, đúng. Nói chung là vườn xoài này không biết của ai nha bạn. Thì anh em mình còn làm rất là nhiều clip dưới đây rồi nha. Thì thông qua clip này anh em mình cũng xin chủ vườn xoài cho anh em mình xin vài trái xoài non nha, để anh em mình thực hiện cái clip chua nha. Thì xoài thì mùa này nó le que. Le que không có trái nhiều nha bạn. Chỉ có vài trái le que còn non nha. Thì thôi anh em mình ngoạn phép trèo lên hái bị vài trái. Xin thông qua clip để anh em mình ăn chui bạn. Đây, bây giờ anh em mình lên trèo lên nha. Cảm ơn chú cô dưỡng vườn xoài rất là nhiều nha. Để anh em mình sẽ leo lên bạn. Tại vì xài người ta không có chăm sóc bạn là nó sẽ không đậu trái nha, nó rụng hết trơn, nó hư, nó rụng hết trơn. Tại nó có le que mấy cái chỉ rồi hả? Rồi hả? Rồi 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 rồi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Quá kỳ lắm. Quá kỳ lắm. Xài nó nhá mày. Rút cái đọt luôn mà. Ông này sẽ ngỡ. Chụp xài nè. Chụp xài. Đâu nguyên chụp đá nè. Dạ, 4 con cắt ngẽ hả? Chụp ra. Tao họ đang nguyên ổ luôn nè. Không làm đâu. Xài đâu? Đây. Chụp hay chứ hả? Được cái nào luôn hả? Đây bên này nhóc luôn bạn. Cây là nhiều lắm bạn. Đó. Nhiều quá. Ông sợ không cho ông leo cây nha bạn, ông là heo mà. Ông trèo cái tịch đó. Tao bỏ máu luôn đi. Ủa túi hả? Đây nè, nguyên chùm đây luôn nè. Đây nè, chỗ trâu trái đã. Làm gì quá, cái cây có chút xíu rồi. Trời quá, trời lại một té. Cái té, cái cây chú nó muốn luôn. Ai áo luôn. Trời ơi. Nè nè, lại nè. Trời ơi. Thèm. Nè, lại. Trời ơi, dẹp mẹ đi. Xài ra nha bạn, nhiều lắm nha bạn. Trời ơi, hái cái đống chưa hết nữa. Gì vậy ông cô? Gốc đây nè. Đây nè, nhìn lên là ngước lên thấy à. Rồi nha, chụp từng trái nha. 1 2 3. Gì vậy? Đây, để nó đổ, đổ kiếm vàng. Chụp, chụp. Nè. Gòn. Một hồi khỏi xuống luôn. Cái đậu xanh tiên ngu ghét tiền á. Xài nhiều lắm nha bạn. Gì nhiều lắm ông cố. Ít lắm. Nè. Đó. Đây ơi. Cụ đang hái nhiều chưa? Hái nhiều không? Ở cái cắn có nhiều không là được. Hãy uống trọng được đi. Chụp nha. Đâm. Chụp. Ôi. Chụp từng trái mới được. Nè nè. Ừ, ông chụp bên ông đây, ông vàng chụp bên đây đi. Thèm chứ.
thì anh em mình đã hái xuống được một mâm xài và khóm và chanh nha bạn. Anh em mình đã chẻ ra và rửa sạch và đã ghim vào từng cây cho bạn. Đó, giống như kẹo hồ lô nha. Hồ lô biếc. Cái này mà suốt vô một cái ha, cắn rụp một cái ha. Đừng nói nữa, đừng chắc chịu hết nổi rồi. Tao cũng chịu hết nổi rồi, đậu phòng lẹ lẹ lên sợ tí các bạn ơi. Trời ơi, thôi, trong nước miếng nó chảy hơn nước mắm nữa. Tôi sắp chịu hết nổi rồi. Không lẽ mình quay làm nước chấm cho các bạn mà mình lấy cái áo mình bịt lại vậy cho để nó chảy các bạn. Bạn thấy nha. Đây là muối ớt nha. Ít muối và nhiều ớt các bạn. Đỏ đỏ chạch luôn. Bây giờ mình sẽ pha chế cái loại nước chấm thần thánh của mình để chấm nha. Trước tiên là muối ớt. Đây là cái muối cái gì đó mình không biết nha. Muối sấy. Muối ớt luôn, muối sấy đúng rồi. Muối sấy. Vô nha bạn. Sấy thường là muối sấy của cô bà Ngọc á. Bột ngon. Trời ơi, bà thấy nó cắn là giọng đít không? Cái đậu khổ mới cắn nhõng một con trời. Bỏ vô làm muối luôn, nó rẻ tiền thiệt chứ. Muối cái đường nha bạn. Quá dữ ớt luôn. Ớt khô phải có mới được chứ, không có khô là hư cái chấm liền luôn kìa. Vô. Trời. Đúng, họ dính vô cái xài nó đẹp. Phải quậy cho nó sệt sệt đúng không? Được mắm không? Miếng bột ngọt nha bạn. Không có cái vàng mới là bậy cái bài á. Rồi hết chai nước mắm luôn. Bậy bậy hết chai nước mắm anh bón luôn à. Đây, nước mắm nha. Rồi đánh mà điều hòa tan nhiều vậy hả? Cho nó sạch từ từ mình phải nó lỏng quá là hư liền không? Hư liền đúng. Chẳng thà cái gì thiếu mà thêm vô. Đúng. Để dư không dứt là được. Rồi được đó mà. Chỉ sợ là nó hơi bị mặn rồi đó, nó mịn rồi đó. Ôi. Mình quậy khi nào mà nó tan ba cái muối nó hết mà cho nó sạch luôn mà nó mới quéo quèo nha. Wow. Sao miếng trứng vàng tuyệt vời cao mặt trời luôn nè. Ơi. Ơi. Tình ơi. Cũng thơm. Bốc mùi nước mắm lên nè nha bạn. Quá dữ luôn. Cái này mà nhụi vô cái sâu xài mình một cái là khỏi chê nha bạn. Rồi nhốt sâu xài luôn. Cái này mà sáng sớm hết vậy ông đừng đánh răng. Ông cầm ông húp. Húp miếng ớt khô nữa cho nó tới công chuyện luôn nha bạn. Đồ này còn hơn là mắm Thái. Trời ơi ngon quá. Chịu không nổi rồi bạn ơi. Giờ mình mới ăn lẹ mới được chứ mà. Ôi, nói chuyện rồi đó là nói chuyện không nhảu. Tội nghiệp à. Cú lùng. Không phải chịu đựng nữa. Hả? Sợ nó nhảy nhảy được đơm không? Bữa nay hơi tiếc cho ông lùng quá. Bởi vậy cú lùng bữa nay bận việc nhà ngay cái ngày mà anh em mình ăn chua đi bạn. Nếu mà đây cái clip mình lên thằng lùng mà nó không nhức đất đại sư mình thua vui bạn. Trầu ô trầu đã. Chắc coi chờ ăn tôi đủ với ông luôn. Cái chấm quá sướng rồi. Rồi ông phải chịu đựng đi. Thiệt hả? Còn bà chi? À quên nữa. Cúng, để anh em mình dọn ra để cúng trong bà đất đai cái. Rồi anh em mình sẽ mời tất cả các bạn cùng ăn cái mâm đồ chua này chấm với cái tô nước chấm này nha bạn. À các bạn ơi, thì bây giờ anh em mình sắp được thưởng thức cái mâm xồi chua này nha bạn. Thì trước tiên anh em mình cũng mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với anh em nha. Mời cu lùng cũng thưởng thức mâm đồ chua với anh em mà rủi ra luôn nhé. Tiếng trò rồi. Đây đây. Bạn công việc mà ngay cái ngày mà anh em mình tổ chức ăn đồ chua luôn ghê chứ. Bởi vậy, nếu như hôm nay nó không bận là mình sẽ không dặn đồ chua. Không bận ở chùa sao? Vậy bữa nay nó bận mình phải ăn đồ chua bạn. Để mình trồng tức cho đi giấy chơi đúng không? Thôi mời tất cả bạn nha. Thôi vô luôn cô lùng ơi. Ngày mai hết bận thì tự bé xài ăn nha. Đây chấm với cái tô nước chấm quyền đậu này nha bạn. Trời ơi nước miếng của tôi nước sạch đây chấm với đây nha bạn. Má hú luôn đi tới công tác vậy trời. Chặn lên chặn lên đúng mánh. Ăn chắc bú luôn quá có điện không hả? Đây mời tất cả bạn cùng ăn xài non nha. Chấm nước chấm thần thánh quyền thoại nha bạn. Coi dừng trước cái họng nè. Đủ. Sao rồi, sao không anh? Đúng vậy. Thôi chết bà găng ông chuẩn bị thành găng giả rồi. Rồi to rồi. Đủ, không biết có cái gỡ cứng cái mặt hả? Cứng lắm hả? Gỡ nó cứng hay nó dai? Chết thử dai. Quết quết một cái, chết mẹ. Mời tất cả bạn nha. Giòn luôn. Trời đất vui mà sao em rồi. Đó, rồi tôi thử cái ơi, ông này ăn nước miếng nó chảy nó ghé hả? Bật quạt lên cái ơi. Đủ. Chị gan Thái Lan. Đủ, nó chuyện tôi biết xì nó chạy. Tới dạ dạ luôn. Mấy xì lên anh luôn hả? Mấy bạn nha. Rồi vô miếng rồi nha bạn. Quá biếu.
giống người Thái dữ ta. Quá chuẩn luôn các bạn ơi. Đã quá trời, tôi cắm rồi cũng xì kẹo luôn rồi đó. Mời bạn miếng nha bạn, hơi bị ngon á. Có miếng giòn, có miếng dai đó. Ngon. Mời bạn miếng nữa bạn. Gì vậy trời? Cầm được cái đó. Sao nó gút nó không ra, thèm chứ hả? Không, xài nó có miếng giòn, miếng dai nha bạn. Cái đậu sắc, có miếng giòn, miếng dai. Dạ bạn, trời có miếng chua, nó miếng nó cũng chua nữa nha bạn. Nằm miếng nó giòn khấu luôn á. Đúng không? Rồi làm bánh sâu nữa nha bạn. Ồ đã. Đây mời các bạn nha. Uíu. Ngon. Ngon không? Wow. Sướng. Uíu. Rồi. Làm cái nữa các bạn ơi. Đó, đang bò lũi đó. Đó. Đang tưởng đang ăn bò lũi không chứ không? Đây, mời bạn nha. Trời ơi. Anh em mình ăn giống tưởng tượng đã ăn bò lũi vừa ngon hết trời. Quá dữ luôn. Đó, đây mời bạn miếng đi nha. Đồ nó nhiễu. Ngon hơn xà lách nữa. Quá lạ, không quên mời chú cô chủ nhân trại ăn với anh em mình luôn nha. Cảm ơn chú cô rất nhiều, chúc chú cô gia đình nhiều sức khỏe nha. À, bớt nói đi đậu, cho nên ông nói mà đứng biết có tuôn rồi nhà ta quýu mà nè ông lụng ơi. Số bữa nay ông chui vậy nha ông lụng. Dữ lắm chui luôn. Wow. Cắn một cái là muốn nhứt cái nách, văng cái nách ra ngoài luôn. Ăn vậy mới đã hẹm á. À. Ơi, cảm ơn cô chú chủ xài rất là nhiều nha. Anh em mình không biết nha bạn. Anh em mình mạng phép xin qua clip và cảm ơn qua clip nha. Đây, mời các bạn nha. Và mua đi hết hai sâu trời. Ngon. Đây, mời bạn nha. Mời, mời ông lùng tẹt luôn nha. Tiếc chồng quá. Ngon trời. Quá hả? Nó xong nữa nha bà. Ăn nó phê mà nó bắt nó mi mơ luôn trời. Nè nè, ông lùng, ông nhìn kỹ nha. Ôi, nó sệt nè. Con chấm này quá nghịch luôn nha bà. Đây, bây giờ làm cái sâu này nó mới tới công chuyện nè. Chanh nha các bạn. Ủa, chanh không hạt nha. Nó không thèm xài vậy không ơi. Hả? Nó không thèm xài vậy. Hai. Mình ăn hai sâu mới ăn sâu chưa. Ôi, ôi nó quý queo mà. Đây, mời các bạn làm bảy nửa trái chanh nha bạn. Trời ơi, tới công chuyện. Wow. Lên thiên đàng luôn. Trời trời. Trời ơi, đâu bữa vậy ta hả? Lên thiên đàng rồi phải không? Wow. Dùng cơm lăn dịu chứ đậu bỏ chua dữ hả? Chua gã tiền luôn phải không? Đây, đây. Ôi, vậy mới tịch nè. Làm gì hết hại giờ đó, nó ăn cay, ăn cay mà. Chua chua cay cay ngon quá mẹ ơi. Nó đậu luôn, cháy nước miếng luôn. Thấy tụi em bỏ mặt luôn rồi. Chua. Ơi, chua cái não mà. Bắn đậu luôn anh. Vô, vô. Thấy cái mặt ông đỏ kè luôn á. Vô nhâm lùng, trời cắn một cái chạm mép nè ông lùng. Không biết chào mấy bà. Mà không biết chào mấy bà không? Đó trời. Ôi nước miếng tôi chảy quá trời à. Làm gì vậy? Ăn nhanh đi. Xong ăn đi. Nhanh đi trời ơi. Trời ơi. Cho mình nghe bạn. Nghe ông nói lên tới não mình coi não tới lên không? Bậy lên, bậy lên, bậy lên, bậy lên, bậy lên. Rồi nãy rồi mọi người. Anh nào luôn. Để cho nó chua ghẻ hả? Các bạn nha. Bữa nay ăn là cho khỏi thèm nữa, đậu quất một bữa bộ là đến chuyện luôn à. Chảy mũi luôn. Hết sâu rồi mới được nghỉ nha. Ăn một cái mà mình
tới chỉ luôn thiệt luôn. Ôi trời. Ôi trời ơi, chan rồi đó, lật lại. Ờ trời ơi. Đây mời bạn thêm miếng chanh nữa nha bạn. Bíp 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 bíp. Ừ, chuyện lắm nha bạn. Sướng như mình. Ta chẳng nhiều nghe vô mới ngập. Mình có nghe câu nói là vô cái thịt là giật cái tô. Giật cái tô húp luôn hay sao? Tôi giờ tôi giật cái tô tôi đem đi luôn. Khủng lắm. Trên mẹ nhiều quá. Vô nha bạn. Thằng Nguyên Huyên nó chảy nước miếng nghe mà. Làm nữa bạn ơi. Nguyên Huyên nó chảy nước miếng nghe nhìn coi. Cái gì mà tơi giác hút là cà sung sức với trời. Đâu. Wow, wow, wow. Bye bạn nha. Mày còn nói là te thế này, te được chưa? Làm bạn sâu hết sâu chanh rồi nha bạn. Ờ trời nó kinh. Đã. Nước chấm này chan lên cứng khừ luôn á. Đó. Ông đại, cắn cái miếng này mới tới không chị nè. Ngồi thanh nè. Tại rồi tới nãy giờ rồi mà. Tới Pháp luôn đó. Văn si luôn rồi. Ai mê. Bùn nóc không? Chỉnh nóc lại không? Ê, ai nhau anh. Trời ơi. Trời ơi, đãi nhẹ vậy. Ăn bánh này chỉnh bách bệnh luôn. Ăn mấy này là giúp ông giảm cân luôn á. Ê, nói chung anh em mình ăn cái này khuyến cáo các bạn nha. Trước khi xem clip các bạn bưng thêm một cái thau trước nha. Ôi nó chua. Đậu xanh với chanh nó chua mà khủng hoảng lên trời. Bay nó đậu luôn á. Này cảm giác thật ăn ngon nghe tiền. Phơi 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 vậy. Phơi. Tôi thấy tới đó. Tôi về tới nhà luôn rồi đó. Tới một kiện luôn á. Nói chung là ăn vậy mới đã thèm mà hết thèm luôn. Thèm luôn. Cái chén này nó cay ha. Mà cái đồ thì nó chua ha. Bạn nha. Đậu mũ phẩu hút vô. Hết kêu mày. Không gió ơi. Không có hết kìa luôn bạn. Làm bậy biết khớ vậy bạn. Cũng chấp con được con được. Đâu? Con được. Nó miếng nhăn rồi. Nhăn rồi. Hết kìa bạn ơi. Đây làm miếng khóm nha. Đây mời các bạn nha. Trời hấu đã. Này thiệt có lỗ dung lòng quá. Ồ, khớm qua cái chua ngọt luôn trời. Trả lại liền ha. Ừ. Ông tổ chức cuộc thi đi. Ai ăn nửa trái chanh mà không nhắm mắt. Bình thường. Ông phải tổ chức cuộc thi là ai hết hà nhiều là thắng á. Đúng rồi, ai hết hà nhiều thắng á. À mà phải tổ chức cuộc thi cái môi nào đỏ nhất thắng á. Giờ Cái môi như hai miếng thịt bò vậy. Hai miếng dưa mắm nữa. Không khớm bạn ơi. Không khớm này nó chua ngọt ngọt ngon nha bạn. Mời các bạn nha. Nó không có chua mấy nha bạn. Chua chua đã. Đây mời các bạn nha. Đâu đã. Phê. Quá yếu phải không? Ăn măng xài với chanh xong ăn lại miếng khớm nó ngọt liền. Ngọt không? Ngọt liền. Ơi. Đâu rồi? Còn ăn nữa không? Ủa sao cái miếng khóm này không chua bằng miếng cái miếng chanh ta? Dạ. Nó ngọt nữa chứ. Ừ, chị hủ một đậu nha. Kỳ ha. Rồi làm miếng khóm nha bạn. Là hết luôn nha bạn. Quay đảo ngược lại làm cái sâu sạch. Nè. Cho miếng bự này không chan vô hấp. Không miếng này nào không này? Ừ cho miếng này đi. Đấy. Mày cho còn lại chảy thèm vậy. Này nó còn để không liên tiếng chạy. Xài này không phân thuốc nha. Ăn nó giỏ luôn nha. Đó là thời gian không? Quất luôn. Đây mời các bạn xài bự nha. Cắn cái làm cái đụp nha bạn. Rớt cây căn cái góp. Trời ơi xài này ngon nè. Trời ơi trời. Gì à? Xài ngon có bột. Ngon phải không? Ừ. Tết ra. Ngươi. Đó. Đúng rồi. Xài ngon đó.
mà xài này bột không nha bạn. Bột đó bạn. Ừ mà Hưng ơi. Ủa xài chứ đâu phải bột đâu mà bột chứ hả? Xài có bột. Xài bột mà. Bột mà. Bột bánh cam hả? Bánh bánh chua. Xài này lấy bột làm ra hay gì? Đúng 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 đúng. Dạ nó có bột á. Ừ. Dạ có bột như trà đỏ á. Dạ có bột. Đúng rồi. Lạ ha. Tự nhiên mà xài già bột. Nãy giờ ăn cái này là nó giòn mà nhầm cái giòn nhầm cái dai phải không? Còn cái này mày ăn bột không? Cắn cái sọt luôn. Bột đã luôn hả? Ừ. Còn dưa hấu rồi dưa hấu có cát. Dưa hấu có cát. Lạ ha. Còn mít thì có sơ. Trời ơi văng dữ phải. Văng nhẹ te hả? Văng thì thui nhé vậy. Cắn cái văng 180 độ luôn nội. Đây các bạn vô cái xài xài làm từ bột nha. Bột. Ừ. Đây mời bạn ra ăn miếng xài mà có bột luôn nha. Mà nó chua thì thôi khỏi nói nha. Cười nghéo. Ăn đít á. Tao miếng xài bự rồi sao mà nó chua hơn xài nhỏ trời. Cắn nó muốn méo mỏ luôn nè. Vô bà. Ông thấy có ai phơi mà ra nước mắt chưa? Mày có ai phê mà đang mà lâm ly bi đái tao. Vô bạn ơi. Lòng chứ. Mình phê mà nước mắt tuôn gài nuôi tao. Trời ơi, văn nước miếng luôn chứ, nước mắt chào vậy. Mắt tuôn luôn nha bạn. Nước mắt tuôn ghê là trò chơi kết thúc phải không? Thôi vô miếng nha bạn. Trời ơi. Ê. Bây giờ đâu hết hàng nhiều hơn tôi rồi đó. Bị nhức ăn luôn à. Tao ngộ đó. Ăn chua khúc đó này không kêu ra. Nói tôi kêu ông nội ơi, chưa tới chua tôi ông ơi. Mày kêu lớn rồi chứ mày kêu nhỏ xíu hả? Thấy không? Nè, à, kêu nè. Nha, nó cũng bẹt lại à. Đúng rồi, ở trên thì đổi còn dưới nhiều. Nhiều cái giò nhỏ đây hả? Cũng bẹt lại à. Ơi. Ờ trời tao chấm ăn con quéo queo luôn, trời thèm chứ hả? Giờ này như nó ra nhựa. Đây, nó ngoài các bạn nha. Nhựa hả? Bộ có nhựa đường như vậy nè hả? Có nhựa chống nữa. Mà tôi thấy hình như là bây giờ hiện tại có một thằng đang dữ lắm thèm. Đúng luôn. Nước miếng nó chảy ướt cái áo mình nhìn trên đây luôn kìa. À mình ngồi đó, cầm quay không mà nhăn mặt nhăn mày không chứ. Ốm sợ luôn. Từ từ nha quý vị. Anh em từ từ chút xíu có ăn nha. Đừng có quýnh ba thằng nhập viện. Dạ. Ăn đít á, phải đít á. Có dài không? Có dài. Có dài. Quay thiệt. Ăn tới đít nó mới phơi. Bữa nay là anh em mình đã phải giải chua luôn nha. Lĩnh hội chứ. Lĩnh hội trong trong chua luôn đó. Trời ơi. Mời các bạn nha. Quéo nha bạn. Mời cô chú chủ xài luôn nha. Rồi đó. Tôi ăn mà lên mũi tôi nó ói, nước mắt tôi nó tuôn luôn trời. Tất cả bây giờ ai hỏi bà nội tên gì ta không biết luôn đấy. Ông nội ông tên gì? Không biết. Giờ ai hỏi tôi tên gì tôi không biết luôn chứ. Ông tên gì? Không biết luôn. Còn ông ở đâu? Đang bê quá. Ăn thài chứ đâu phải uống thuốc mà dạ âm. Uống canh canh bệnh bà. Canh bệnh bà đâu hả? Đang bê bởi vậy cũng trong đang bê là không biết được gì hết. Giờ ta không nhớ là ai luôn. Bởi vậy ta quên hết tất cả. Bê lắp nha. Bê không ngồi đốt. Lắp luôn. Lắp có thấy thèm chưa? Hồi làm cái nữa anh em mình xin phép ngừng clip nha bạn. Nói chung nó cũng là vừa đêm với anh em mình phê nha. Đây mời các bạn nha. Mình cũng làm cái nữa cho chốt trọn đêm nay để nhớ thương em. Rồi em xem chuối. Quốc miếng rồi nha bạn. Để lại mấy. Ủa này thèm tới nãy rồi trời. Dữ nãy gì trơn. Thiệt chua rồi bây. Chua sao mà ăn hồi nãy giờ ăn 3 4 miếng chanh gì mới đã. Ba miếng chanh còn nữa. Nói 3 miếng. Nó giỡn các bạn. Ăn nhiều quá cái hàm răng mình nó ê nó mắc cái gì ngon không? Vừa vừa thôi. Vết miếng nữa nha bạn. Tính ngừng clip rồi thôi. Còn ngon bây mời các bạn miếng nữa nha. Đã. Kéo dài. Nói chung thì clip nãy cũng khá là dài nha bạn. Cũng lấy đi biết bao nhiêu là mồ hôi miệng của tất cả các bạn nha. Mồ miệng nói. Mồ nước nói nước miếng nha hai người không? Đúng không? Nó là cà lo. Cà lo thèm. Mày giống mình cà lo. Em chim không nói. Nói chuyện cái này mình nước miếng mà vẫn cao cao cho thấy thèm nha. Thôi mời các bạn nha. Nói chung anh em mình cũng mong tất cả các bạn hết sức thông cảm. Với mấy anh thổi kèn cũng hết sức thông cảm với bên em mình nha. Ở cái này đi đi mời các bạn nha.
bữa nào mà đi thử thách em thôi thiệt. Không gì. Mấy ông thở kèn. Đúng rồi. Chắc cái kèn lên đầu luôn. Ông đưa vô thở luôn á. Đúng rồi. Ủa đã. Gì vậy? Ông lùng bữa nay. Sướng. Không có nào, không có lùng mà tiếc. Chung không có lùng như bạn lùng nữa, không được thưởng thức được những cái miếng xài mà nó ngon như thế nào nha. Những cái miếng chanh mà nó ngon như thế nào nữa nha. Bởi vậy lùn bữa nay không không thể nào mà thưởng thức được. Anh em mình sẽ ăn bao nhiêu ăn nữa. Còn bao nhiêu bỏ bịch sách về tủ lạnh anh em bỏ nha, để mơ của lùng nó có ăn gì ăn thưởng thức được nha bạn. Chứ để mà anh em mình thưởng thức mà lùng nó không thưởng thức được còn gì lùng nha. Nó mà xem được clip này nước miếng nó cũng chảy khô với anh em mình nha bạn. Thôi anh em mình xin phép kết thúc clip tại đây nha. Nước miếng chảy nữa. Mày không kéo luôn. Kéo luôn. Anh em xin phép kết thúc clip tại đây. Chúc cho toàn thể tất cả các bạn xem clip được vui vẻ và nhiều sức khỏe. Chúc cho cô chú chủ vườn xài gia đình nhiều sức khỏe và nhiều thành công và thật là hạnh phúc nha. Còn bây giờ chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye, bye.